Chào các bạn, hôm nay mình có mặt tại dòng sông cầu dây cầu chợ gạo lớn quay những chiếc xà lan, các bạn cùng xem. Đây là cầu chợ gạo lớn ở Tiền Giang miền Tây các bạn. Và buổi chiều hôm nay nước lớn cho nên những xà lan chạy rất là nhiều trên kênh chợ gạo này luôn. Ở đây có một chiếc xà lan hầm chở hàng khô đang chạy về hướng cầu Rạch Miễu nè các bạn. Đây là cầu chợ gạo lớn, chiều rất là nhiều công nhân và xe đưa rước công nhân đi làm về rất là đông luôn các bạn. Và dưới dòng sông là những chiếc xà lan chở những thùng hàng container và chở những hàng khô chạy trên kênh chợ gạo rất là đẹp luôn nè. Đây là có một chiếc xà lan chở hàng chạy rất là lẹ luôn. Và buổi chiều hôm nay chiều hoàng hôn là các bạn, những chiếc ghe và xà lan chạy rất là nhiều luôn. Thank you.
có một chiếc xe lan chở nhúng thương hàng container vừa chạy ngang cầu chợ gạo lớn rồi các bạn. Trên chợ gạo tuy nhỏ nhưng rất là nhiều xà lan của các tỉnh lưu thông trên đường sông này chạy về cầu Rạch Miễu, về Bến Tre, về các tỉnh đó các bạn. Ở đây có một chiếc xà lan rất là lớn luôn, mức nước 3 mét. Xà lan này của Đồng Tháp các bạn. Ở đây có một chiếc xà lan chở đá chạy về dòng sông Dàm Kỳ Hôn, về dòng sông Bến Tre các bạn. Vào buổi chiều hôm nay rất là nhiều xà lan chạy về sông Dàm Kỳ Hôn, nhưng mà bây giờ chiều rồi tối, những ánh mặt trời chiếu của hoàng hôn vào buổi chiều. Rất là nhiều xà lan chạy trên dòng sông chợ gạo luôn các bạn. Đây là một chiếc tàu đồ ủi, rất là những khối đá mi luôn, đang đẩy chạy về dòng sông Dàm Kỳ Hôn. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video của Hồng Hạnh miền Tây.